Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn nha. Thì hôm nay gia đình của mình rất là vui khi được sự ủng hộ giúp đỡ của anh Thắng ở bên Mỹ. Thì ảnh về quê của mình, quê hương Bến Tre để làm từ thiện rất là nhiều. Thì mấy hôm nay mình cũng cùng với anh Thắng nè, rồi cha cũng làm chiếc cầu nối để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Thì bữa nay mình cũng đi tiếp những hoàn cảnh còn ở xa hơn mà mình chưa đi tới được. Thì bữa nay mình cùng với anh Thắng để tiếp tục hành trình. Giờ mình mời cả nhà cùng đi với mình nha. Không có gì chú giúp thì giúp thuê chú này chứ không có gì chú. Dạ dạ chứ không có gì. Đây bữa nay gia đình mình đi nhiêu đây người nè. Đi ở cầu Vĩnh Phúc ở chợ Trường Thịnh. Giờ mình vô một cái hoàn cảnh đó nha, đường hơi khó đi. Mình phải đậu xe bên ngoài tại bữa nay mình đi vô mấy cái xã này cũng ở xa trung tâm nè. Trời cầu đồ sập xệ hết, đường rất là khó đi nha. Đi bộ mà còn thấy nhát tay nhát chân. Wow. Đây mình đi vô đây. Không mất quá nhà. Đi chợ đầu. Chung. Thôi thôi. Đâu rồi? Ta. Chúng ta gạo. Dạ. Dạ chào cô. Con từ Sài Gòn xuống, con muốn có quà tặng cho cô một số xíu quà. Cảm ơn chú nhiều. Chúc cô được vui vẻ mà bình an nhé. Dạ. Rồi. Dạ chào cô nhé. Dạ. Dạ, con về luôn cô ơi. Dạ. Nhà có anh đây hả? Anh má. Anh với má. Rồi vô thăm má anh đi. Anh Ý Thành nó hiểu luôn. Má. Ý Thành nó hiểu luôn. Đâu. Má. Thành. Ba. Ba. Ừ, hôm qua con nói thì dạ chào cô, con từ Sài Gòn con xuống, con muốn có quà chút xíu tặng cho cô. Dạ, rồi con dạ. Con không có chi đền đáp với anh mấy chị, cầu chúc mấy chị gia đình. Rồi. Dạ con cảm ơn. Dạ. Đây là con chúc xíu quà tặng cho cô. Rồi con chúc cô được vui vẻ mà bình an nhé. Dạ muốn Phật. Dạ. Dạ bác Mãi thấy thím Hai về chưa? Đây vô thăm ông cụ ha. Chào ông. Chào ông, con từ Sài Gòn xuống, con có chút xíu quà tặng cho ông. Con chúc ông được vui vẻ mà được bình an nhé. Dạ, không chi, không lãng tay. Dạ, không nghe. Dạ. Rồi. Ông lãng tai, ông không nghe. Con tới, có chút xíu quà cho cô. Dạ. Chúc chúc chị là chị trẻ quá. Chúc chị là nhiều khác. Rồi, nhiều là trẻ hơn. Dạ. Dạ, chúc xíu quà, muốn tặng cho chị, chúc chị được bình an. Dạ, dạ. Và vui vẻ nhé. Dạ, dạ. Dạ, dạ, chào chị ha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Đây anh Thắng định vô giúp cái chỗ này nè. Chỗ này đường vô nhà của bà cụ, với trong có hai nhà nữa. Thì đường rất là khó đi, nước ngập nè. Bữa trước mình cũng có vô đây rồi. Thì giờ đang xây cây cầu ở đây. Cây cầu này là cầu sắt ở chỗ giáp ranh giữa Hòa Nghĩa với Hòa Thượng Hai. Đây là cây cầu sắt nè. Đây anh Thắng ủng hộ cho 5 triệu cho cây cầu. Ôi hụt chân chút nữa té mưa. Gia đình mình mạnh khỏe. Cảm ơn. Chúc tụi em có nhiều sức khỏe mà cố gắng mà giúp được nhiều nhất. Dạ. Trời, gửi lời cảm ơn. Không biết gì. Dạ.
cảm ơn bác bả. Chúc ngày mai khởi công cho nó suôn sẻ, anh em mạnh khỏe rồi làm cho nó ngon nhé. Vô thăm bà cụ nha. Bà cụ này ở ấp Hòa Thới, xã Hòa Lộc. Con từ Sài Gòn xuống, con muốn có quà tặng cho cô. Con muốn chúc cô được bình an mà vui vẻ nhé. Dạ. Được vậy tôi mừng dữ lắm. Bây giờ nó hở sốt tay này là nó nhức ngày đêm luôn. Dạ dạ. Người ăn không được bị bao tử nữa, người ngủ nghe không được nữa. Dạ. Trời ơi, giờ mong cho sao cho nó hết cái tay nè. Dạ. Nhức dữ lắm. Thì con cúc cho chúc cô được vậy thì có sức khỏe nhiều lắm. Dạ. Dạ không chi con. Dạ ngồi dạ. Uống nước cậu. Dạ không, cậu con phải đi bây giờ. Dạ. Dạ cảm ơn cô nhé. Dạ. Dạ cảm ơn cậu dạ, nhiều lắm. Dạ không chi cô. Cảm ơn. Đây bữa nay mình nhà chị lại với anh này dẫn đi. Sao mới gặp bác? Dạ, ngành gì? Dạ. Bên ngành gì? Làm từ thiện. Làm từ thiện. Làm từ thiện. Đại diện cô này cảm ơn mấy anh nha. Dạ. Bên kia, dạ, dạ. Nhà bà bên kia kìa, chứ không phải nhà này mà qua. Sài Gòn có bà, cũng cho bà. Bà nghe cũng được. Bà cứ nằm đi, bà cứ nằm đi, bà cứ nằm đi. Bà đang nghỉ ngơi đi. Rồi, con... Rồi thôi, bây giờ con đi ha. Dạ, dạ, chào bà. Mình vô thăm em Vinh. Lâu lắm rồi mới quay trở lại với em Vinh nè. Hello em. Ủa chạy ra. Ba mẹ em. Ủa có ba mẹ em ở đây không? Dạ em đi làm rồi. Tụi em ở đây mình hả? Dạ. Cha mẹ không, em cứ ngồi đây. Rồi em ơi, anh từ bên Sài Gòn anh muốn xuống đây anh có quà tặng cho em. Yeah. Anh chúc em gia đình được may mắn vui vẻ, cái vui vẻ quan trọng nhất. Không có chị nha. Bao giờ ba cũng vậy. Chiều mới về. Dạ yeah, ok, cho anh thợ là thăm ba nhé. Không biết Vinh còn nhớ chị không? Nhớ chị không? Hồi lúc em ở nhà bên Đình đó. Dạ, em quên. Em quên rồi hả? Dạ. Dạ, chào ông. Đây, ông bà này thì ở đậu trong đất của Đình nè. Không cần ghế đâu anh ơi. Lúc trước thì em Vinh cũng ở gần kế bên Đình, nhưng mà nay giờ về công thì nãy mình cũng mới gặp lại em Vinh rồi. Rồi thôi con từ Sài Gòn tới đây, con có quà muốn tặng cho chú. Con chúc chú được vui vẻ mà bình an nhé. Dạ, cảm xin lỗi nhé, cái khẩu trang có phải đeo tại thế giờ lấy ra tới vô nó bị ướt, sợ nó đứt dây. Rồi cảm ơn chú nhé. Dạ, chào chú ha. Vui vẻ nhé. Cảm ơn. Dạ không có chi. Dạ, dạ chào. Dạ, rồi cảm ơn. Dạ. Mình vô mình thăm hoàn cảnh bà cụ. Thôi bác cần nó coi. Dạ chào bác. Thôi con từ Sài Gòn con xuống. Dạ được thôi con. Bà hội viên nông dân lâu lắm mà. Chúc mấy bác được bình an và được vui vẻ nhé. Dạ. Dạ rồi đây chấm. Dạ dạ cảm ơn quý chú vậy. Dạ không có chi bác. Thay mặt gia đình cảm ơn. Dạ ok không có chi. Dạ tự nhiên cháu này có gì nói xin. Con ra dẫn bà mấy chú này từ thiện từ Sài Gòn đem về xuống cho quà bà. Dạ cũng tặng cho bà nhé. Dạ chúc bà được vui vẻ mà bình an nhé. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ không chi bà. Dạ. Đi hả? Bệnh nữa hả? Đây giờ mình vô nhà của cô Sáu. Con có một chút xíu quà. Lâu lâu con ngồi đâu, con ngồi đâu.
cũng tặng cho cô. Cô cảm ơn con nghe. Dạ, con chúc cô được. Cái này cái kia cũng tặng cho cô, vậy nay ổng mất rồi còn có mình cô à. Ờ vậy hả? Ổng mất nay cũng tháng à. Dạ. Rồi còn có mình cô à. Rồi cô đây nè. Dạ. Thôi chúc cô về chú. Dạ không, tụi con đi bây giờ. Dạ con đi về liền cô. Thôi cô cảm ơn. Dạ. Hết nha. Dạ, hướng chi chào cô nha. Thôi con về. Dạ, chúc cô vui vẻ bình an nha. Rồi, khỏe rồi. Dạ. Thôi chú về nha. Dạ, chào cô. Cô đây có mình à. Rồi cũng lắc lắc qua ngày vậy đó. Chưa mới nấu cơm gì cúng ổng. Thôi chú về nha. Dạ dạ dạ, chào cô. Cảm ơn nha. Dạ. Bữa nay mình được uống cái bia này ngon. Cho mình nói mấy câu rất quên nhé. Tự nhiên sao im lặng vậy? Im lặng lắm. Ủa thấy không gì nữa? Không biết. Nãy giờ đang về không có nhà. Bữa giờ. Cái bánh gai. Bánh gai. Bánh làm á. À, làm giải quyết rồi. Cô năm của em giải quyết hết rồi. Cô năm của em đấy. Bao nhiêu lâu rồi con mới làm bánh hả? Đó giờ mới làm. Lần đầu luôn hả? Là... giống cuộc phỏng vấn quá ha. Mới lần đầu thành công. Mới làm được ăn hết luôn. Rồi. Hết luôn. À. Tôn trọng người làm cũng được chứ. Giờ nó... hồi nãy em điện chị là chị chưa về hay gì? Chưa. Giờ này chắc là có công chuyện. Không có công chuyện. Mà không nổi tự về chứ không có công chuyện. Bữa nào giờ này mà cũng có một chuyện mà. Không là được ca. Tóm lại thùng gì mình này cũng ly chia tay đi nha, còn có mấy phút nữa thôi á. Nhớ được kêu bụng quanh nha. Không phải gì anh, không phải gửi gì cho chị phải không? Mình gói lá mơ thơm mơ này. Mình như có dừa chứ không phải là mà. Bữa nay là ngày đi thiện nguyện cuối cùng để anh Thắng đi về lại Sài Gòn, ảnh còn đi về bên Mỹ nữa, nên là mình sẽ đi chắc hết buổi chiều nay rồi nhà mình sẽ nấu một món gì đó ăn để chia tay với anh Thắng đi đi về. Thì em cũng không biết nói gì hơn, em xin cảm ơn anh Thắng rất là nhiều và chúc cho anh Thắng được dồi dào sức khỏe, làm ăn trong công việc lúc nào cũng luôn thành công và phát đạt. Thì kính chúc cho quý mạnh thường quân gần xa đã chung tay góp sức và lúc nào cũng yêu thương nhóm ăn nhỏ miền quê cũng như gia đình của mình đã về đến quê hương Bến Tre, ghé lại gia đình của mình. Thì anh Thắng cũng ở lại gia đình của mình mấy ngày á. Giờ bữa nay là bữa chia tay cuối thì mình cũng cảm thấy rất là buồn. Ai đến gia đình của mình rồi ở thì mình cũng cảm thấy thân thiện, rất là vui, đi thì cảm thấy nhớ. Không biết nói gì hơn, mình xin chúc cho tất cả quý mạnh thường quân cũng như tất cả các bạn đang xem video của mình được dồi dào sức khỏe. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.